Chơi nhập vai là tự đặt mình vào một nhân vật khác trong một hoàn cảnh giả tưởng để xem nhân vật đó sẽ làm gì. Và sau đây là cuộc đối thoại trong một one shot trinh thám của Vampire the Masquerade giữa nhân vật Aelin, một quý cô vampire tộc Toreador, và nhân vật Paul, một vampire tộc máu khay viền có khả năng nhìn thấy những mảnh vụn tương lai. Aelin hơi chằn chọc, thế nên là gọi điện cho Paul. Vâng, nhấc máy đi. Khi mà anh nói về giấc mơ của anh, tôi thật sự tôi bắt đầu hơi khó ngủ. Anh có nghĩ rằng tất cả những cái chuyện này chỉ là một cái bẫy để lừa chúng ta vào không? Tôi cũng đang nghĩ vậy, chắc chắn luôn. Và mục tiêu sẽ là chúng ta. Bây giờ mình đã có 3 nạn nhân, còn nạn nhân thứ 4. Mình có 4 người, và trong giấc mơ của tôi có 4 vật. Đây có thể là điểm báo. Chúng ta có lửa, chúng ta có cho, chúng ta có hoa hồng, chúng ta có cô, chúng ta có số, chúng ta có tôi, và chúng ta có một con người già. Giấc mơ của tôi nói vậy, không phải là tôi nha. Tôi không nói chưa nào là con người già, bảy chỉ già thôi. Yep. Nó đã rất là khó hiểu kể từ lúc mà chúng ta ở cái quán KFC. Anh có nghĩ một quán KFC lúc 6-7 giờ sẽ không có ai ngoài chúng ta và một gã thám tử bước ra từ cửa sau? Có thể quán KFC đó dở. Tôi không biết đó, anh là bộ não của cái nhóm này. Tôi chỉ nói lên nghi ngờ của tôi thôi. Tôi thích cách cô nói. Tôi là bộ não của nhóm. Nếu đấy là những gì anh muốn. Cô cũng ok. Phủ nhận vẻ đẹp của tôi hả? Nói xem nào, tôi có đẹp không? Được. Nói xem nào, tôi có đẹp không? Nói đi. Theo tiêu chuẩn của tôi thì là có. Đó. Tôi làm gì có tiêu chuẩn? Vậy nói với tôi, Joanna có đẹp không? Nếu anh là người không có tiêu chuẩn. Giờ tôi có tiêu chuẩn rồi đó. Đó, rồi ok, vậy chúng ta đồng ý với nhau. Và thôi, tôi cũng đủ mệt rồi với tất cả chuyện này. Hẹn anh tối nay. Có một ngày tốt lành. Mọi người quay trở lại với giấc ngủ của mình.